Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Gián Tiếp Game. Rồi, thì hôm trước là 5 tiếng thống nhất Yugoslavia. Giờ chắc là tôi nghe người ta nói rằng là Greater Yugomania vậy thôi, chứ tôi cũng chả biết nó có làm được hay không. Mà có người nói là khả năng mà Bulgaria với Albania nó tham gia mình thì nó tính tỷ lệ phần trăm, tức là hên xui. Chứ không phải nó thường là thôi, thường là thế thôi. Còn cái vấn đề mà sau khi thống nhất Yugoslavia rồi mà mấy thằng này nó gia nhập mình nữa thì không rõ lắm, chỉ nghe nói thôi chứ chưa thật bây giờ. Rồi, thống nhất Yugoslavia rồi, 1,9 triệu. Bây giờ ngoài cái gì cải cách Yugoslavia thì điều đầu tiên mình cần làm đó là biến Yugoslavia thành một cái địa ngục, tức là sao? Nâng thuế lên, mắc thuế, mắc thuế lên, vâng, cái giống gì cũng mắc hết, cứ làm cho dân chúng tức giận. Event cứ lựa chỗ như thế, Robo kệ mẹ nó, không quan tâm. Như thế mình sẽ dễ dàng thông qua được cải cách. Để sau này tôi chọn là cái hàng Concert Party. Trước hết mình phải xây nhà máy cái đã, hiểu không? Dù sao cũng 1870 rồi. Giờ sau khi tham khảo về cái tài nguyên của Yugoslavia ấy, thì tôi quyết định là sẽ đặt các nhà máy khu vực là Bosnia, Tosnia, Serbia, Sardinia, và Slovenia. Croatia thì chưa biết lắm. Croatia thì chưa có ý kiến gì nhiều ngoài cái việc là mấy cái nhà máy sắt thép. Thì chắc Croatia sẽ là cái khu công nghiệp quốc phòng. Thế thôi. Dalmatia thì không có gì nhiều. Thế tài nguyên mình thiếu là tài nguyên sunfua. Sunfua thì hầu như nó nằm ở toàn mấy cái thằng mình chẳng spear được, chỉ có một cái mỏ nhỏ, hai cái mỏ nhỏ ở Peru thôi, hay thêm xét là ở Peru, và hai cái mỏ cực kỳ lớn ở Indonesia mà đang thuộc vào tay Hà Lan. Hà Lan thì đang nằm dưới spear của Anh Quốc nên cũng hơi khó. Tây Ban Nha cũng tương tự, Tây Ban Nha có một cái mỏ cũng không lớn lắm. Tôi vừa thấy làm đâu đây. Rồi, vì cải cách Yugoslavia đồng thời là phát triển nó, thì trước tiên là phải giải phóng hai người anh em Nam Slavic, Bulgaria và Albania. Rồi, bắt đầu thôi. Nhớ nha, ngoài việc làm dân chúng tức giận ngoài những con đường đó thì ta phải đàn áp phong trào, đàn áp thẳng tay cái phong trào thì nó đấu tranh mới càng gay gắt, có đấu tranh thì mới có tiến bộ. Tướng tá cũng thấy im im. Đợt trước tôi cũng thấy ảo ghê lơ thì... À, ngon, ngon. Ba ông tướng gì là ngon rồi. Đang rồi mâu quan lại. Mình lên được ba National Focus rồi. Sắp lên được cái thứ tư. Mình chỉ cần chờ tăng nhân số thôi. Chả hiểu chắc cái đám còn lại là cái đó. À, đây. Gì vậy? Chắc mấy cái đám đó là đám người Hungary, Nam Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp á. Nó mới có 1,59 triệu dân là thuộc Pyramid Acep. Có một điều chắc chắn là mình chả lấy được cái thuộc địa nào trong phi đâu, mà thực chất cũng chả có cái nào đáng giá để lấy. Nhưng mà sao Slavonia vãi thật, quan lại chiếm 1,15% dân số mà quản lý hiệu quả hành chính thì có 30,2. What the fuck, giỡn mặt à? Bình thường người ta chỉ cần 1% dân số thôi, tính trong từng tỉnh và mỗi nước và cả nước là 1% là đủ. Cái này một phẩy mấy phần trăm rồi, chắc quan lại này biết rồi, chắc quan lại kiểu gì rồi. Cái gì đây?
Oh, đi rồi à. Một cái là nó sẽ giảm, không không bao giờ mới taxi. Ta đang biến thành địa ngục mà. Thì mỗi một tỉnh trong cái tỉnh Nam Serbia sẽ được nâng một cấp đường sắt, rất tốt. Để xem là Slavonia thì nó là quan lại nó là cái giống gì mà nó không chấp nhận. Đây quan lại à, đúng là một phẩy mấy phần trăm, 1% mấy là người Nam Đức định mệnh. Người Nam Đức, người Serbia Croatia thì có một chưa được 200 ông nữa. Đúng rồi, thì số này nó phải giảm xuống này, cái đám này nó phải bị đuổi này, đám này tăng lên. Đúng rồi, Op chain engineering school. Đây nhé, đây là cái cách mà anh em xem coi như là vấn đề nào mà dân chúng nó đang, cũng như là nó đang bị cái gì. Vâng, nó đang có vấn đề gì mà nó cần cái gì đấy, anh em mình tham khảo nha. Latrazine lên 30 cũng khá ổn rồi. Revolution, Revolution. Chắc khoan lên cái này. Mình chắc mình không cần cái này, mình đang cần những cái này này. Mình đang trong quá trình công nghiệp quá mà. À quên, công nghiệp quá là phải xây chứ. Rồi, về vấn đề Nam Serbia thì anh ấy có, tôi nhớ không lầm là một mỏ sắt và hầu như là gỗ thôi. Để mà chỉnh xuống thì mất công. Chỉnh xuống thì mất công là sai. Đúng rồi, toàn là gỗ và một mỏ sắt. Ở Bắc Macedonia thì nó thật nó có gỗ đúng đấy, nhưng mà dân số dân trí thì thấp quá, không có xây đâu. Có những nơi mình đã đầu tư rồi như thế này thì chắc chắn ok, và thật chất là nếu nằm ở đây vùng áo thì chắc cũng không tệ đâu. Bosnia nó vào với Serbia nó vào mình lâu rồi. Rồi vậy thì ở đây nhà máy về gỗ, nhưng mà sao có đâu có cái gì thế này. Đi mẹ, thiếu hiểu. Suối Nro là cái nào quên nhỉ? Trong này đúng không? Đây. Trong này khổ. Đây. Thôi cái này trước đi, cái này ít mà. Giờ cái đầu tư cho cái này trước. Một mỏ than này. Than thì nhà máy xi măng. Là máy hủy tinh à, nếu có tỉnh nào trong nước mình có than sắt à? Nó có than và sắt cùng nhau cả, nếu có khổ. À, chắc gì thì combo thôi. Đấy. Nhà máy này sẽ hỗ trợ nhà máy kia. Dùng Damatia thì nó có mỏ sắt này của Croatia. Montenegro thì hết dân cho nên tôi cũng chả thèm để ý nó lắm. Đây này, ở đây là thích hợp hơn thế này. Nếu mà xây nhà máy rượu và bia ở đây thì nó đều có anh, nó đều được spawn đều nhau hết. Tại vì là vừa có coi như là hoa quả, vừa có lương thực, ngũ cốc, giống như có than, rất thuận lợi. Đấy, thì đây, Croatia như tôi đã nói. Croatia sẽ là hơi công nghiệp quốc phòng. Ở đây xây thép. Pháo. Súng đạn.
chất nổ, quá chất, phân bón. Tập trung vào đây hết. Nguyên một cái liên liên khu luôn. Thức ăn tổng hợp. Rồi, thì về mặt cơ bản là như thế. Đây là cái bộ nhà máy hoàn chỉnh cho Zugovania giờ hiện tại nha. Nhà máy hoàn chỉnh hết. À, như là xây dựng đấy. Ok, sắp sửa chuyển qua bên conservation thôi. Tôi đoán không lầm thì chắc hết cuối năm nay mình sẽ lên Ray Power đấy. Rồi, nó đã kêu gọi cải cách, nhưng mà là cải cách chính trị. Đây, một vấn đề. Nếu muốn cải cách xã hội thì phải có các phong trào. Chẳng hạn như phong trào này. Và điều mình cần để phong trào này có là cái đây này. Cái này nó phải là trên 45. Trên 45 thì cái cách tăng duy nhất mà tôi biết là đàn áp thôi. Vâng, đàn áp nó cứ thế nó sẽ tăng lên. Lần trở lại sau nó sẽ tăng lên 10%. Rồi cứ thế cứ thế cứ thế. Bây giờ mình phải rút test công nghiệp nhanh để mà còn bắt kịp với nhà máy trên thế giới nữa, cũng như là test kinh tế. Bây giờ thì ngoài cái việc đó, trong thời gian chờ điểm mi để giảm thì mình phải phục vụ cho ngành công nghiệp của mình. Thì chuyển sang cái đảng bảo thủ thì nó có kiến thức kinh tế, đây là interventions. Vì cái này nó cho phép mình đóng cửa hay là mở cửa nhà máy, có quyền phụ trợ cho nhà máy cũng như là mở rộng nhà máy, nhưng mà không xây nhà máy được, cho nên là thành tôi chuyển sang cái đảng phản tiến hóa đấy, mình mới xây được. Bây giờ đã có 46% phải 46,81% trong quốc hội nó đã đòi cái cải cách xã hội, nhưng mà anh này thì chưa. Đây anh này hôm trước là bị đàn áp một lần này, cộng 10. Thằng này cần được ủng hộ nhiều hơn. Slovenia. Slovenia đây. Mình đang thay đổi toàn bộ cái hệ thống hành chính ở Slovenia hiện tại. Đưa các quan chức người Serbia lên và đưa các quan chức người sao German đi xuống và chuyển sang các đẳng giai cấp khác. Có một điều để hiểu là bây giờ mình đang vẫn nằm trong sphere của thằng Nga. Vãi cái đấy. Thật, hiểu mà hiểu nổi. Cái mức tăng như thế này thấy cũng hợp lòng, 0,1 một tháng thấy cũng cao lắm rồi. Có nên ngưng remote last month không nhỉ? Trời ơi. Rồi, bây giờ một lần nữa tìm đến mộng thổ. Lần này ta sẽ giải phóng Bulgaria. Và nếu được, không, hoàn thường, đúng rồi. Bulgaria nó trả cho 100 Voskhod rồi, coi như chỉ một mình nó thôi. Gần như phải chiếm hết cả, coi như thằng Thổ Nhĩ Kỳ. Thì giải phóng Bulgaria xong rồi để mình xem coi nó có phải như người ta nói không, là Bulgaria nó sẽ có một cái decision để tham gia vào Yugoslavia. Để xem thử, cũng chưa biết sao. Bình thường mình bây giờ mình đã là nước lớn rồi, cho nên chuyện gì mình cũng làm được. Bị đánh với thằng Thổ Nhĩ Kỳ thôi.
Thì kế hoạch rất là đơn giản, đại quân sẽ chia làm hai, chiếm miền Nam, Tây chứ, Tây Macedonia và Albania, trong khi quân động viên đánh nhau với quân thổ. Và khi nó sẽ tiến qua chiếm toàn bộ quân Ri. Thì cơ bản là thế. Tám sáu phần trăm mà, tại vì thằng Hy Lạp nó cũng có kho ở đây này, nó lấy mất cái chỗ này rồi, cho nên thằng Bumari chỉ còn phần trên này thôi. Chứ bình thường là tới ta 100% rồi đấy, không có Ford nữa thì mày chết mẹ mày rồi. Ta Ford level 3 rồi này. Mọi người được chào đón. Nói anh áo là hình hiện tại của nó là anh rất là tội nghiệp. Điểm cái thằng ớt ơ dùng băng can đánh cho bây giờ còn bị thằng Đức nó chiếm. Khổ thân các anh thật. Yeah, mình làm Ray Bauer rồi. Là quá đỉnh. Ray Bauer là con chó nha. Super fun này. Valley of King này. Chà, phải đến cái mức một quân tình nguyện còn phải đánh nổi nữa nè. Gom quân đây này, quân tình nguyện mình chưa đủ. Phải rút xuống. Trong khi đó quân Hà Lan ở phía Tây. Thì để cho nó chiếm. Tại đây là level, phát level 1. Nó phải chia quân ra. Chứ để nó gom quân lại thì hên xui biết nó đánh mình ra sao. Cứ để nó chia quân ra. Rồi mình diệt luôn một thể. Này, đạo này sẽ lên chi viện. Đạo này lên đánh. Thám tính xem quân Hà Lan thế nào. Ôi giời, thế này thì à, inventory không hả? Vì chắc chưa cùng đạo chính của nó rồi. Đây, đạo chính ở đây. Có pháo, có kỵ đây. Thế này, thế đéo nào. Làm sao nó có thể chạy được? Tám nào đây?
Ấy à, tướng mình giỏi hơn nó. Pháo mình hơn hẳn nó rồi. Thậm chí là nó còn chẳng đủ quân để bảo vệ pháo nữa. Rồi mày chia quân ra là chứ gì? Cho quân mình đứng ở đây một chút đi. Rồi đánh chiến tuyến nó còn rất là dài nên quân những cái phát huy như là đủ ưu thế về số lượng. Thôi tất cả là nhờ ưu thế số đông, bây giờ quân ta sẽ đẩy nó về phía đông, trong khi nếu mà quân Pháp đến thì ưu thế số đông của quân động viên sẽ tiêu diệt quân Pháp và quân Hà Lan. Quân phổ như là hoàn toàn bị áp chế rồi. Tôi giải quyết xong cái vùng Hy Lạp, vùng Albania là xong. Sẽ đưa thẳng sang phía đông. Cái này làm gì thế này? Tâm đầu thì nó chết à? Cũng như là diệt trong cái đám chi hầu Wallachia này. À, quân Pháp tới. Ê, bay bay bay, đừng đừng đừng, đừng đánh vào đây. Chưa 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 chưa, phải gom quân rồi đó. Thằng này về cho xong cái đám Hà Lan này đi. Mày tại mình có hải quân, mình có đầu tư cái gì đâu mà xây. Hải quân bây giờ còn xài cái chiếc Minecraft quá lâu lâu tào lao lắm mà. Ba mươi chín rồi nhưng mà tình hình thì cũng phải nói là chưa rõ ràng lắm, chưa rõ ràng lắm.
Tôi đang cố gắng tiêu diệt càng nhiều quân đội Pháp càng tốt. Trong khi cho đám này tránh để bồi dưỡng. Cái đám quân nghe rút rồi. Đánh. Ây à, vừa vừa xong mà đánh thì hình núi đâu đó hết ra mà vẫn hơn cái mình được pháo thì tất nhiên thì cái xúc sắc xuất ra là mình sẽ ăn nó nhiều hơn rồi. Loại bỏ quân đoàn của nó thôi. Mẹ, thế này thì nguy hiểm lắm. Ai, nó lại đưa thêm mấy đạo nữa rồi. Mà hầu như mấy đạo này là đạo động viên. Cho nên chắc tôi sẽ đưa mấy đạo tổng động viên này này. Đi chiếm lại mấy vùng đất này. Trong khi mấy cái đạo này đi lên đánh. Vấn đề bây giờ phải đánh với thằng Pháp nó phục, tại vì bây giờ thằng Pháp là cái thằng mình nó nắm ngoại giao. Ngoại giao bây giờ là Pháp nắm hết, không phải Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Thổ Nhĩ Kỳ đã mất quyền đàm phán rồi. Đồng thời đảng cộng sản đã ra đời chứ những cái chính sách phải nói là perfect nha. Yeah, đây bắt đầu sau khi cho nó nghỉ ngơi một tháng lập đầu tiến lên hơi khó khăn này, tại vì đây là quân của một cường quốc mà anh em biết rồi. À, trước Pháp này tức như là Greater Germany có biết rồi đấy, mẹ Pháp nó kéo quân tổng động viên kinh đéo chứ được. Kinh néo chưa được ấy. Tông phải cái thái. Chiến tranh này hao tổn phí của mình quá.
Nhưng anh thát tới 4. Không nhờ cái địa hình với cái nhìn xong là mình chết queo rồi. Không nhờ xong với này trừ 2 cho này hấp hơn tướng của mình là mình chết queo rồi. Thanh niên mà attack 4 đéo hiểu. Đưa mà attack 4 defense 3 mà chơi thấy ai chơi với mày. Mình có thể gì cái tao này. Ấy, lát nữa thường thực tiếp anh em nhé. Đi. Thằng anh nó xây cái nào siêu ê là ý mẹ thôi pháp nó à đây thì mày pháp thua rồi ủa lão bà liễu mà buông ri rồi để xem làm thế éo nào buông ri nó gây tham gia mình. Thanh niên đang trong spear. Nếu không được thì cũng như giải phóng người anh em thôi mà. Mình phải đánh lên phía bắc kìa. Áo kìa, chứ cái này thì quá là tầm thường, đánh làm gì. Có giải phóng anh em cho vui thì được. Đánh lên phía bắc, đánh lên thằng áo này. Nó mới thể hiện trình độ. Để tôi bấm task qua xem coi là thằng Boomerang nó có cái gì xuất sinh được không. Chứ thật là người ta nghe người ta nói rõ ràng mà. Thế mới nào sai được. Có vẻ không có gì lạ. Chắc là không có rồi. Ok. Có một ông hàng xóm kế bên coi chừng thì mình cũng đã. Không phải một mim nữa mà được chả còn chú trọng đó nữa bây giờ là vấn đề khác. Rồi, bây giờ tập trung vào ngoại giao. Thì đây là những anh mình sẽ spear. Một số có mục tiêu quân sự và một số có mục tiêu kinh tế. Rồi, ơi. Hay quá. Mình đã tìm được coi như là lăng mộ mấy ông Ai Cập cổ. Reset point hơi nhiều đấy. Được. Hy Lạp. Quân đội của mình làm cho tôi à, nhìn sợ phải lên. Nhìn quân đội mình thấy nó tả tơi quá.
quá tả tơi luôn chứ đừng nói. Rồi, công nghiệp đang đi hướng rất tốt. Giờ thì ra là như thế này. Ở đây. Đây, có event đây, event. Let's do it, winter. Nào. Đây, đúng rồi, Raider Germany. Tại vì cái bọn này về căn bản là nó thuộc cái nhóm mà Nam Slavic. Đấy. Nhưng mình nó vẫn à. Đúng rồi. À đâu, nó vẫn cộng vô chứ. Điều này đúng rồi. Quên, tại vì phân nửa đúng rồi. Ở Bungary phân nửa dân số nó là Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó là Sếp Kutero. Ok. Thì đấy, anh em thấy như thế đấy. Thì lát sau mình sẽ như là chiếm mẹ tỉnh Albany. Hoặc là thằng thổ có thả hay là phải có cái dân dân Armenia đấu tranh như thế này mới được. Thì đấy, vậy là người ta nói có thật đúng. Ta đã còn chiếm thêm được cái vùng này nè, nhưng mà Hy Lạp nó lấy rồi, thiệt mệt đó. Nhà máy ở đây coi có cái gì nè. Ở Bungary. Bungary có 224.000 dân. Rumelia này 233.000 dân. Được. Giờ tôi chán thì chả thèm nhìn. Thôi kệ cho nó vào đi. Thằng này thì bỏ. Rumelia cũng được. Rồi thấy rồi thì anh em nhìn đây, đây là cái bảng hiện tại thời điểm mới cân đối, thuế cũng đã hạ xuống 0% rồi, thuế dân thì xuống khoảng 20% thôi, 31%, thằng này 100% là tại vì đơn giản như tôi ghét thôi nha, không có gì đâu. Anh em cứ kéo thoải mái. Mẹ thiếu hiểu đang coi như là chuẩn bị CP đánh thằng Áo rồi, tự nhiên thằng Ý tự nhiên đâu thành lập cái đó, có coi trên Dalmatia tiên chiến với mình thì phải thấu hiểu bực cái cặc cười mình. Ai chán chán. Sumeria tăng lữ hết thì mình sẽ nâng cái literacy lên cao xem nè. Chả có hải quân gì đâu, thằng mình với thằng Ý thì muốn đánh nhau phải đi qua ngang qua thằng Áo để xem thanh niên Italy, xem thanh niên này ở đâu nè. Damatia và cũng như là dùng Bitrea này. Nó phải đi bằng một thôi, phải đi bằng đường biển, hai nó phải đi qua xuyên qua Áo. Cái gì đây? Đi cơ mà. Khoan. Thằng Nga vào giúp à? Ngon, có thêm thằng Nga nữa thì sợ gì. Rồi nhất tiễn hạ xong điêu rồi, chuẩn bị một phát đánh luôn. Bây giờ là mình không có coi như là mình không có chiếm đất, mình sánh
tiêu diệt từng quân đoàn giống như lúc đánh với thằng áo gì đó. Tôi sẽ tường thuật cho anh em trận đánh đỉnh cao. Rồi thế thôi, anh em không cần biết khúc sau đâu. Ây da, tướng giỏi phết nha. Thanh niên này có 79 trong đoàn thì nó hơn mình nhiều lắm. Nó hơn mình nhiều lắm. Cái tôi đang lo sợ là như thằng Nga nó nắm cái quyền ngoại giao, sợ thằng đó nó thấy mình bị chiếm đất đây nhiều quá nó bắn đứng mình thì mệt. Sao mày không dừng tiếp hả? Tiêu diệt từng top một. À, đúng là khó khăn. Nói chung quân đội mình nó hơi thảm hại thật. Cái số lượng bên đó là nực cười đó. Tin vui là mình đã loại Hy Lạp khỏi dòng chiến. Và quân Nga đang chiếm rất nhiều tỉnh của Áo ở phía đông. Nhưng một điều tin buồn đó là quân Áo đang dồn tất cả gì nó có vào chúng mình. Như thế một là cuộc chiến này mình không lấy được gì cả. Mình chỉ có coi như là bảo vệ đất nước thôi. Còn việc đánh chiếm thì chắc phải suy nghĩ lại. Thì tôi đang cố gắng diệt càng nhiều quân đội càng tốt. Nhiều quần ý áo ở đâu của tôi là hai này. Có thằng Nga cũng đỡ. Thì là theo tình hình thấy được mình có thể loại thằng áo này. Mình có thể loại thằng áo ra. Chỉ cần nếu quân Nga cứ tránh như thế này mãi thôi thì sẽ được. Mình sẽ loại thằng áo là được. Tôi thường không tin tưởng quân Nga nhiều cho lắm.
Rồi rồi, ta làm chủ là chiến trường rồi. Chắc tôi đang spear mấy cái thằng gần đây nhưng mà coi như là có thêm đồng minh. Chẳng hạn như thằng Tây Ban Nha. Tình thế này không còn cách nào khác mà phải remote soldier. Ơi trời ơi, mình xây dựng quân đội thật là lớn. Rồi, quân Nga thua rồi. Mày nhìn cái trận này là biết quân Nga nó thua rồi. Đánh làm sao lại. Nếu mà thế thì rút quân về. Cho quân nghỉ dưỡng. Rồi mình sẽ tìm cách. Tôi là chuyển sự chú ý của mình sang cái tàu quân ý. Nếu mà có thể loại quân ý rồi thì càng tốt. Nếu loại quân ý được thì càng tốt đó. Ý sẽ rút quân, người ta chỉ còn đánh giáo thôi. Áo thì hên xui còn có thể lấy hình mẹ được cả đất. Quân ý có vẻ dễ đánh theo quân áo nha. Trận này thì đây ta thấy đường đi rồi, thấy đường đi rồi, có hy vọng đó chứ, chắc là có hy vọng đó chứ, nhiều hy vọng nữa là đằng khác. Không biết tin được là quân ý là dễ đánh hơn cả quân áo chứ. Hãy
Thật thiếu hiểu. Mình sẽ loại các sư đoàn của Áo trong khi thằng Nga chiếm lại và hy vọng thằng Nga đừng bắn đứng mình trong thời gian đó. Loại càng nhiều sư đoàn càng tốt. Thật chắc tôi phải đặt tiêu đề là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại quá. Eva, không ngờ cứ tưởng mọi hy vọng đã mất, cuối cùng thấy coi như là gom cho quân nó nghỉ dưỡng, gom quân lại đào một phát, một không ngờ. Có phải là do ba sư đoàn kỵ binh mà mình mới nhét vào không? Nhiều khi lắm chứ, thì mà vừa nhét vào quân đánh như thánh, vừa nhét ba sư đoàn kỵ vào đây, quân đánh coi như mà tóc như thần, hiểu hiểu. Thật, chưa bao giờ chơi cái nước nào mà mệt trên cái nước này. Từ cái khâu mà coi như là thống nhất xong mà giữ nước phát triển mệt lắm. Diễn đàn ta xếp đúng rồi đấy, diễn đàn xếp cái nước khó chơi nhất là Serbia thành lên thành Jugoslavia, tại vì mấy thằng đế quốc như Ý này, Áo này, Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn có kho đó của mình, cho nên mình sơ hở hay là mình để lộ cái điểm yếu mà đó là nó giết mình ngay, rất là bực mình. Diễn đàn ta xếp con này là khó nhất là đúng. Karaskal có đây, Karaskal đây, cái thằng duy nhất có thể thành lập Ba Lan mà nó là một nước độc lập tự do, có nghĩa nó chỉ có kho trên chính cái đất Karaskal thôi, còn lại không có đất nào hết, cho nên gần như là nó là impossible, không có một cái CP riêng nào để mà thành lập nước Ba Lan. Mà thậm chí là đừng mơ đến cả khối thành viên chung Ba Lan Litva. Nhưng mà thằng này còn không ăn hành tránh, chứ thằng này thì có đó, hơi đuối đó. Tình cảnh này chẳng khác nào quân Áo có lúc đánh với Serbia. Mất từng sư đoàn, từng sư đoàn. Đến lúc không còn quân để đánh luôn. Kia, Scout kìa, có ai tới giúp không? Một chín mươi không toàn một chín mươi không. Chắc sắp phải sang Kudrotech.
Đây, cái này. Hai quân đoàn kết hợp lại đánh kia kinh và cái đấy. Rồi, có vẻ không có gì đáng được xem ở đâu anh em ạ. Đây là một quân đoàn đi đông rồi. Ok, sẽ tường thuật cho anh em cái khác. Ok, thì mình đã chiếm được Gia Ta chứ nhỉ, Gia, và đồng thời thằng Nga nó cũng đã bắt thằng Ý thả thằng Ruska ra. Đây, Ruska nó cắt ngang nghỉ như thế này. Thì con đường tiếp theo tôi sẽ đi cho Yugoslavia, đó là giải phóng Albania, sau đó sáp nhập vào, và cũng thể là Tây Macedonia, và đúng rồi, chiếm Istanbul nếu thấy cần thiết. Dòng suy của Nga nè, chị mẹ xóa xóa ra thôi. Okay. Rồi thì tôi đã tính đến chuyện sang châu Á, nhưng mà cái literacy thấp như thế này tôi nghĩ không nên, không cho phép mình đi, tại vì nó sẽ làm chậm thêm cái tiến trình nâng literacy của mình, mà thứ mà mình rất cần về lấy game cũng như là cần cho nền nông nghiệp công nghiệp của mình nữa, cho nên tôi nghĩ là chắc không nên, không nên nha. Thì tiếp tục ở châu Á, châu Âu thôi. Thì đấy, ngoài gì ở Albania nữa thì chúng ta sẽ đánh thẳng vào Vin, Venice, Lombardia cũng như là cái tỉnh này của thằng Áo, và sau đó là giải phóng Hungary. Rồi, rất cảm ơn em đã theo dõi. Bye bye, see you again.